behind. Oh, and it's getting harder to face it. Growing up, I can't take it, letting it all unwind. Xin mời cao đàn Thiết Kỳ Lô sẽ ghi lại khoảnh khắc của đàn.
Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và có lẽ rằng giây phút ở đây là cô dâu của chú rể cũng như tất cả quý đô ta đã có mặt trong hội trường tới ngày hôm nay. Chúng ta chờ đợi khá dài và khá lâu rồi phải không quý vị? Như vậy là chú rể Lò Nghĩa, cô dâu Cà Phương, Cặp Lê Hương, là người nhất hạnh phúc trong buổi trưa đã có mặt trong sân khấu tình yêu rồi. Và để tỏ lòng thành cảm ơn toàn thể quý vị, cô dâu và chú rể, hai bạn sẽ cúi đầu thật sâu để kính chào toàn thể quý vị đi nào. Những chào đây cùng quý đâu ạ? Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, sự vợ gả chồng là trách nhiệm, là bổn phận và cũng là niềm vui, niềm vinh dự của những người làm cha làm mẹ. Và trong sự trọng tài này, cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời lên sân khấu về phía gia đình họ nhà trai có bác Lò Văn Số và bác Lò Thị Yêu là sau đơn phụ mẫu của chú rể Lò Nghĩa. Về phía gia đình họ nhà gái có bác Cà Văn Tuân và bác Cà Thị Tiền là anh cũng như là cô của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình của chúng ta sẽ bước lên sân khấu tình yêu. Trân trọng kính mời. Đây chắc hẳn chúng ta cũng sẽ tò mò và muốn biết rằng cô dâu của chúng ta là người ở đâu phải không ạ? Dạ vâng, xin được thông tin toàn thể quý vị, cô dâu Cà Phương cũng như gia đình họ nhà gái của chúng ta trở về đây từ mảnh đất tuần giáo Điện Biên. Kính thưa toàn thể quý vị, và đúng thật là yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng quản đường xa, một ngày không đến được thì 3-4 ngày phải không quý vị? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, như vậy là những nhân vật quan trọng của chúng ta đã có mặt trên sân khấu tình yêu rồi. Một lần nữa cho ban tổ chức xin lần đầu nhiệt chào mừng chào đón toàn thể quý vị, chúng ta đã cùng trở về đây cùng chung vui, cùng chúc phúc trai con hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa thay lời cho gia đình xin được trân trọng cảm ơn tới tình cảm của toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ vâng quý vị ơi, và đúng thật là cây sâm cành cũng về một cội, nước ngàn sông cũng hồi một dòng, dấu ai lánh đục tìm trong, anh đã yêu em xin nguyện ngàn năm chẳng rời, để rồi sự thật đây rồi hai bạn ơi, hai bạn bên nhau suốt cuộc đời, hồi hôn chúng tôi rất phấn khởi, chúc cho hai bạn sống vui tươi, mới đã yêu nhau là phải đắm phải say, yêu nhau là phải lờ đất long trời, từng những con bướm đậu rồi lại bay, ra về anh nắm lấy tay, nhưng anh không nắm mà ông ngày 8 tháng 10 của năm Canh Tí. Dạ vâng ạ, sẽ không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Ban tổ chức xin trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của Lò Nghĩa, Cà Phương. Cà Phương, Lò Nghĩa chính thức được bắt đầu. Những chào đón của quý vị đâu ạ? Thật lớn là cao đấy nào. Cô dâu chú rể, nhận thức được về thật cây này đi ạ. Và như vậy là cô dâu và chú rể của chúng ta đã chính thức nên đời vợ chồng, đẹp duyên đôi lứa, đẹp lòng mẹ cha. Kính chúc cho tình cảm hai nhà đời đời bền chặt, mãi mãi bền lâu. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai bạn sẽ tiến lên phía trước của mình 2 bước để trao cho nhau chiếc nhẫn cưới tình yêu kỷ vật đầu đời. Xin trân trọng kính mời. Xin mời chú rể và cô dâu hai bạn sẽ quay mặt với nhau. Chú rể và cô dâu hai bạn sẽ cùng trao cho nhau chiếc nhẫn cưới tình yêu nào. Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị, chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm đầu, không có điểm cuối, tượng trưng cho tình yêu của hai bạn sẽ không bao giờ dừng lại. Chiếc nhẫn sẽ được đeo vào ngón tay giáp út, nơi mạch máu chảy xiết của con tim. Chúng ta sẽ cùng cầu chúc cho hai bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, trong gia đình sẽ có được những đứa con sinh sôi và nảy nở. Và sau khi trao xong, cô dâu và chú rể, hai bạn sẽ ôm nhau một cái được không ạ? Một cái ôm chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Một cái ôm chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Và bây giờ tình nghĩa vợ chồng bắt đầu đi đâu. Những nhà phát thanh của quý vị đâu hả? Ta xin mời cô dâu chú rể sẽ trở lại vị trí ban đầu. Khi thưa toàn thể quý vị, trong sự kiện trọng đại này, những người làm cha làm mẹ, những người làm anh làm chị, cô dì chú bác lại có những phần quà đặc biệt với ý nghĩa để trao tặng cho hai con của mình. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các bác bên gia đình họ nhà trai ạ. Xin được trân trọng kính mời gia đình cầu An Bình, gia đình cầu Quán Sưởi, hai bác sẽ lên trao cho hai con hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay những phần quà đặc biệt và ý nghĩa. Trân trọng kính mời.
mọi người. Xin được trân trọng kính mời các bác, gia đình cậu An Bình cũng như là gia đình cậu Quán Sươi sẽ trao cho hai con của mình những phần quà đặc biệt ý nghĩa trong sự kiện trọng đại này ạ. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt lại sân khấu tình yêu, chúng ta sẽ cùng chứng kiến khoảnh khắc tuyệt đẹp hạnh phúc của cô dâu chú rể và những người làm bà bác lại có những món quà đặc biệt với ý nghĩa để trao tặng cho hai con của mình trong sự kiện chào đại nhà. Xin chào kính mời tất cả quý vị. Để tiếp theo xin được trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình anh chị Thưởng Điệp, gia đình anh chị Vượng Hùng. Chiêm mơ tinh lầy bò mẹ pin đồng, chiêm té bảo bảo xú, chiêm té phú chiêm ma, chiêm té tà té nay chiêm tàu. Trong là tòn trường phờ khương tánh lại rong, mi tanh phải lại tòn kiếp pe lại lùa, vư hường tủ lại tầng hom xì thờn lành, mi tanh ngân lách té bàng hán, ngân ván té bàng tày, ngân chỉa ăn bà mằn, ngân phân ăn bà hồi, ngân nội ăn bờ ship bờ sao. Men báo xuống em ơi, men báo các bà ở mắc khai lơ bản mương lại luôn bành biến, trong học tòn áo phờ mi tanh bèn mư căm lại phồng và có bồng lại bìa, thẻ tiết kiệm mưa phá ngẩn hang, xóa mới tàn nai các bác bà mẹ biết không cần chứng lên nó bị đau nữa. Kính thưa toàn thể quý thân mến, và tôi tức là công trai như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, công cha nghĩa mẹ muôn đời ghi tạc, công nghĩa sinh thành muôn thuở nào quên. Mong sao con được đền đáp, xứng đáng dễ thảo, đẹp tên dâu hiền. Thay lời cho cô dâu và chú rể, chúng con xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của bác, của anh chị cũng toàn thể quý vị chúng ta đã có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Trân trọng cảm ơn. Vâng, để tiếp theo nghi lễ thì xin được đồng kính mời cô dâu và chú rể hai bạn sẽ tiến về phía bàn tiệc rượu để khui rượu xong bánh. Xin được đồng kính mời. Với sức mạnh tình yêu và bản lĩnh người đàn ông của mình thì chú rể lò nghĩa chúng ta sẽ mở chai rượu đầu tiên lên nào. Xin mời. Vâng, như vậy là chai rượu đầu tiên đã được khui rồi. Chú rể và cô dâu, hai bạn sẽ cùng tay trong tay rót sẵn các bình rượu đi nào. Kính thưa quý vị, màu rượu là màu hồng, màu máu của trái tim. Những giọt rượu chảy cũng tương ứng cảm xúc tình yêu phai bàn sẽ không bao giờ dừng lại. Dạ vâng, đúng tức là anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lồng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để đưa em bước vào đời. Và thương nhau thì mang nặng trong lòng, để rồi trăm sông cũng lụt và bạt đèo cũng qua. Thương nhau bên rặng che già, sương rơi ướt áo hai ta trở về. Hai ta giữ chọn lời thề, trăm năm hạnh phúc mẹ cha vui lòng. Mà thương nhau thì không kể giàu nghèo, thương nhau thương mãi đến tóc phai màu vẫn còn thương nhé hai bạn. Xin mời chú rể tiếp tục khui chai rượu thứ hai đi nào. Vâng ạ, cô dâu chai này sẽ là để cô dâu khui rượu. Chúng ta cùng cổ vũ cho cô dâu chúng ta đi nào quý vị ơi. Vâng, ra đi ạ. Cổ vũ một tràng pháo tay thật lớn lên các cậu quý vị ơi. Sắp được rồi, có lẽ nào. Rượu đồ rất to, xin mời hai bạn sẽ cùng tiếp tục rót tràn phát bình rượu. Và sau khi rót tràn rồi thì cô dâu chú rể hai bạn sẽ rót vào những chiếc ly đặt ở trên bàn. Sau khi rót xong thì chú rể và cô dâu cầm lấy mỗi người hai ly rượu. Chú rể thì sẽ mời bên gia đình vợ, còn cô dâu thì sẽ mời bố mẹ chồng. Xin cảm ơn tình yêu dành cho.
trước lại phòng mẹ phiền lòng vì cưới lòng hờ chủ đời phổ mi còn nào vì bỏ trước là bác thiên không cọc chân còn phủ tay bầu diệm chủ côn cuộc bén lịt bầu trùng khi lần nào vì bảy chứng mày cùng của nghề mê thuộc có các cảnh diệt hơn là giàu tặng cam đi đội phổ mi nóng cầm trước là tiền đời xét đời phết bảo mới trước là bảy tiền đời xét đời cấy bảo mới trước là xìa tiền đời phổ mi bảo mới trước là hàng co trắng ba đẩy kín leo bò lưng xìa thú đẩy rú leo bò lưng xìa cồng cánh ơn co pừa cồng bò bách nhã sùng đáng pu sàm sầu cồng mẹ chầu ó liêng xiên bó lầy lưng cừn lao con ngắm hà kính sáng bao mùa mưa cắm lầy má mây nhớ phủ phú vồng bay trứng chảnh về nì luồng phổi nhĩnh mới lầu ải phố em già rồi tăng quà luồng phổi trai mới lầu ải tả em nay xuống mang say xóa mới bà mày bên áo cần măng lầu chúc buồn đã bị đau nữa ngày còn xin mời chú rể và cô dâu mỗi người cầm tay hai ly rượu. Chú rể thì sẽ mời gia đình vợ, còn cô dâu thì sẽ mời bố mẹ chồng. Và sau đó thì hai bạn cũng cầm lấy mỗi người một ly. Xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ chạm ly nhau đi ạ. Và chạm ly xong thì mời cô dâu chú rể sẽ đứng vào phía giữa sân khấu để quay mặt vào nhau và thực hiện uống như lễ ly rượu ra bôi ạ. Xin mời chú rể và cô dâu ạ. Cô dâu chú rể chúng ta sẽ quắc chéo tay nhau. Và xin mời toàn thể quý vị ạ. Chú rể cô dâu bình tĩnh ạ, bình tĩnh ạ. Như là cô dâu chúng ta sẽ cùng uống nha. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng nâng ly rượu của mình lên được không ạ? Nâng ly rượu của mình lên được không ạ? Vâng, chú rể nhanh quá lắm ạ. Vâng, xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ bắt tay nhau. Xin được kính chúc cho tình thông gia vạn đại mãi mãi về sau đời đời bền chặt. Xin mời các bác chúng ta sẽ xuống từng bàn tay rượu để mời toàn thể quý vị. Còn cô dâu và chú rể thì sẽ nắng lại thực khấu một chút đi nào. Vâng, xin mời hai bạn sẽ tiến lên phía trước của mình hai bước nữa để gần với tất cả mọi người, để gần với camera đi nào. Chú rể ơi, ngoài những sính lễ, ngoài những nghi lễ, ngoài những món quà vật đã trao cho nhau rồi thì chú rể có muốn hành động gì đó để cho ngày trọng đại của mình, sự kiện trọng đại của mình có một kỷ niệm thật là tuyệt đẹp. Và chú rể có thể hôn cô dâu hay là cõng cô dâu ở chú rể ấy. Và chú rể của chúng ta muốn hôn cô dâu. Vậy tất cả mọi người chúng ta có đồng ý như vậy không ạ, quý vị ơi? Dạ, quý vị chúng ta đồng ý, đồng tình cao rồi. Xin mời chú rể của chúng ta sẽ quay mặt vào cô dâu đi nào. Hai bạn sẽ quay mặt vào nhau. Chú rể để đặt tay lên eo của cô dâu và cô dâu đặt tay lên vai của chú rể. Nghe nha, nghe hiểu lệnh nha, bình tĩnh. Xin mời chú rể quý vị sẽ cùng trở lại tình cảm tình yêu đâu quý vị. Nào, hôm nay chung lối, chung đường. Hai người đứng giữa hôn trường hôn nhau. Chẳng cần ngó trước nhìn sau, cứ hôn mãnh liệt ven sâu tình nồng. Cho dù tấp nập người đông, họ nhìn cái họ, mình không sợ gì. Và bây giờ sẽ là một hôn của trời, một hôn của đất, một nụ hôn duy nhất để chứng tỏ tình yêu của hai bạn tỏa sáng ngời ngời. Chuẩn bị đi nào. 3, 2, 1, nụ hôn bắt đầu. Rất tuyệt vời. Chân trọng cảm ơn hai bạn, kính chúc cho hai bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và cho dù cuộc sống có khó khăn, vất vả hay là vui sướng bao nhiêu thì hai bạn sẽ nhớ về giây phút này. Đây là giây phút hạnh phúc nhất với sự chứng kiến của toàn thể, với gần 600 con người. Và xin được kính chúc hai bạn hạnh phúc bên nhau trọn đời. Vâng, xin mời.